Hello, em An xin gửi lời chào đến tất cả chị và thân yêu. Xe mới về em An lên sóng nhanh cho chị mẫu Hyundai i20 đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Và anh chị nào mình quan tâm thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe mẫu này anh chị nhé. Em An đang dừng ngay ngoài rìa đường và em An giới thiệu cho chị mọi người luôn. Em An đang mở cái lắp cabo vậy mà sẽ giới thiệu cho chị mặt khoang động cơ trước. Một mẫu xe 5 chỗ ngồi cỡ nhỏ gầm cao. Đây là động cơ 1.4 anh chị nhé, 1.4 AT. Đây là máy mới nhất, đang rất là mộc. Máy móc thì em An cam kết cho chị là nguyên bản. Máy là chưa tháo bỏ bất cứ chi tiết nào cả. Keo chỉ không xương nguyên bản. Các chi tiết không xương má phè này, cabu này. Đấy, đó là nguyên bản hết đây chị ạ. Cái xe này là 2015. Hyundai i20 Active bản nhập ấn nguyên trước chị, nhập ấn. Rất là ok luôn, nhập ấn nguyên chiếc ở mẫu i20 này, màu đỏ, biển Sài Gòn. Anh chị ở Sài Gòn đỡ tiền biển số, có cụm đèn pha dạng thấu kính và cụm đèn pha tự động anh chị nhé. Có giải led định vị ban ngày, em xe mới về nó có một số vết chảy anh chị đấy các bạn. Bây giờ sẽ xử lý cho anh chị nhé. Phần dưới là phần đèn gầm sương mù. Một mẫu xe động cơ 1.4 và form dáng anh chị nhìn qua bên ngoài thì khá là bắt mắt. Chủ cũ đã lên sẵn cho anh chị 4 vỏ mới. Và đây lên sẵn 4 vỏ mới, anh có nói anh lên 4 vỏ này rồi đấy, rồi thay 4 đĩa bố thắng luôn, thay 4 bố thắng mới trong hãng luôn đấy chứ. Mâm phay em đang đi 71.000, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Những chi tiết mủ đen chạy xung quanh xe, một mẫu xe mà rất là chắc anh chị ạ. Động cơ 1.4 và bản nhập chạy rất là chắc chắn luôn. i10 nhập anh chị chạy nó đã rất là sướng rồi thì i20 nó còn sướng hơn. Các tay cửa mạng chrome, khóa cảm biến thông minh. Đấy, một cái phần gác mui ở trên tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe. Cụm đèn hậu sau thì có giải led 3D luôn. Camera lùi tích hợp sẵn và có 4 mắt cảm biến gen, biển Sài Gòn. Thiết kế rất là gọn gàng đẹp mắt đúng không ạ? Mẫu xe này thì thực sự rất là hợp đi trong địa hình đô thị, nó gọn gàng linh hoạt lắm. Phong hành lý cũng khá là ổn đây. Phong hành lý khá là ổn, em ăn lên sóng nhanh thôi nhá. Tất cả những mẫu xe này bên sẽ hỗ trợ spa và làm đẹp cho chị. Đó. Ok, đã các chi tiết là nguyên bản đúng không ạ? Các chi tiết ốc, cốp sau là nguyên bản. i20 2015. Hầm bánh đây. Tuyệt đối là không đâm đụng ở những cái phần hầm bánh này. Đó. Nguyên bản luôn. i20 Active 2015, động cơ 1.4. Cái tầm tiền trên 400 triệu thì bây giờ anh chị có thể đi ngay em này. Form dáng còn rất là đẹp và hiện đại đúng không ạ? Đặc biệt là chạy rất là ngon anh chị ạ. Cảm giác chạy lái rất là chắc. À, các chi tiết vỏ này đã thay 4 vỏ mới tinh rồi. À, bộ mâm còn mới tinh nha anh chị đấy không ạ? À, mâm đẹp lắm. Và cá không biết là anh chị sao nhưng mà cá nhân em ăn khá là thích cái form của i20. i20 form rất là gọn và chạy thì cực kỳ đầm xe anh chị ạ, chắc chắn lắm. Nội thất ghế da bò này. Đấy, sạch sẽ. Trần trên đã bọc ni lông rồi, trần nỉ đen nhé, trần nỉ đen. Xe này thì hiện tại đang nguyên trạng, nó khá là dơ. Tại vì nhà anh có em bé nên là nó hơi bụi bên trong thôi. Các chi tiết cửa là chưa tháo mở nhé, các tab bi cửa đây. Các mổ vẫn còn chưa có chảy xước quá nhiều. Đây, keo chỉ là bao zin, từng phân keo vẫn chỉ một. 2015, số sàn, các tay cửa mạng rôm hết này, khóa cảm biến. Khóa đầy đủ thông minh nhé. Đó, nội thất đây, 4 túi khí an toàn, bạn này cũng được trang bị 4 túi khí, vô lăng tích hợp anh chị nhỉ. Vô lăng tích hợp 71.019 km. Ok, và cái tông màu, những chi tiết như là màu cam nhìn nó rất là trẻ trung bắt mắt luôn chị. Những cái chi tiết màu cam bắt mắt lắm. Đấy, bạn này cũng được trang bị cho chị khóa đầy đủ thông minh này. Một cái màn hình này thì chủ xe đã vào nguyên bản, chỉ là cái đầu CD thôi chị nhá. Màn hình Android đã vào rồi. Điều hòa cũng khá là sâu đấy chị. Em An đang ngồi này, điều hòa rất là lạnh này. Có chức năng lọc không khí nhé. Đây, các chi tiết nút bấm chứng ở một chiếc xe đi liền lạc và đúng chất xe 71 ngày. Và cái màn hình này có một cái chức năng rất là hay, đó chính là hiển thị tốc độ ở trên cái màn hình này. Và chị khi mà chị chạy em An thấy là nó rất là hợp lý. Đấy, chị đi đỡ được quá tốc độ này, những cái chi tiết nút bấm này. Anh chị có thể thấy là cái nút bấm nó còn đẹp ha, chưa bị bóng, chưa bị mờ gì cả. Cái nút còn rất là rõ ha. Đây là cửa tay 2015. Đấy, mẫu này thì hiện tại BMW đang chào bán là 439 triệu chị ạ. Các cổng sạc đầy đủ hết. 439 triệu cho mẫu i20.
Actis 2015, máy số keo chỉ zin, chất xe đẹp lắm. Và em An đang chạy gầm bệ khá là chắc, thước lái thẳng, tuyệt đối là rất là ok đấy anh chị. Cho mẫu này sinh nhan là có gương cục điện anh chị, gương cục điện cho chị luôn. Khi mà chị lốc cửa và tự động gục luôn, bốn vỏ mới và dày ha, bốn vỏ mới thay trong hãng luôn đấy, thay cùm hô luôn, anh rất là kỹ luôn đấy, bảo dưỡng định kỳ luôn, có giấy bảo dưỡng định kỳ đầy đủ hết anh chị ạ. 2015 Actis 439 triệu, cái tầm tiền ở trên 400 thì rõ ràng là những cái mẫu hàng nhập này thì vẫn còn rất là chất lượng và đẹp. Đây, tất cả là nguyên bản hết nhé, keo chỉ này man bao cho anh chị là không mất một phân keo phân chỉ nào, chuẩn chất luôn. Xe này thì bên em sẽ hỗ trợ xì pa và làm đẹp cho anh chị free luôn. Đây là anh chị khỏi lo lắng nhé. Những cái chi tiết chảy xước hay là dơ dái này thì bên em sẽ đánh bóng, rửa dọn và dặm sơn cho anh chị. Đây là chất xe màu, em ăn lên sóng luôn thôi. Rồi cảm ơn chị quan tâm và chị nào mình yêu thích cái mẫu i20 Actis màu đỏ rất là đẹp này thì alo cho em ăn nhé. 439 triệu còn dư lượng về giá. Cảm ơn chị đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại chị. Xin chào.